qua một cái thời gian sử dụng ấy, thì mình sẽ review lại những cái ưu điểm, nhược điểm. Đồng thời nó cũng có rất là nhiều ưu đãi trong cái dịp năm 2023. Khi các bạn mở tài khoản mới đối với ngân hàng Carbank thì mọi người sẽ nhận được 200 triệu đồng tiền từ Carbank ha. Bên cạnh đó, khi mà các bạn sử dụng cái ngân hàng này ấy, thì mọi người có thể đi giới thiệu, mời bạn bè, người thân trong gia đình của chúng ta đăng ký ngân hàng này. Sau khi đăng ký xong, chính là cái số điện thoại của bạn ấy, nó người ta nhập vào thì mọi người sẽ nhận thêm được 50 đồng tiền thưởng ha. Tùy vào mỗi tháng thì Carbank sẽ cập nhật cho chúng ta chương trình ưu đãi. Mình sẽ cập nhật cái chương trình ưu đãi của Carbank theo từng tháng ở phía bên dưới phần bình luận hoặc là phần mô tả của video. Các bạn xem tùy tháng khi các bạn mở tài khoản thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng là bao nhiêu tiền mặt nhé. Nói chung là cũng tùy tháng thôi. Đầu tiên thì các bạn lên Shop Play và bấm Carbank. Các bạn tìm app Carbank. Rồi, cái ứng dụng đầu tiên các bạn sẽ tải về. Đây là một cái ngân hàng của Thái Lan. Và mình rất thích cái ngân hàng này bởi cái điều hỗ trợ của họ rất là nhanh. Sau khi các bạn đã tải về xong thì chúng ta sẽ bấm vào mở và tiến hành đăng ký một cái tài khoản. Vì đăng ký cũng hết sức dễ dàng. Rồi chúng ta sẽ cho phép tất cả những cái quyền truy cập vào máy của chúng ta ha. Rồi tại mục này thì nó sẽ giới thiệu sơ lược về Carbank Việt Nam. Thành lập đã được 70 năm. Và vào thành phố Hồ Chí Minh, gia nhập vào thị trường Việt Nam vào tháng 11 năm 2021. Rồi các bạn có thể đọc hoặc là bấm vào bỏ qua. Rồi đến bước này thì chúng ta sẽ nhập số điện thoại của bạn đang sử dụng vào ha. Rồi chúng ta sẽ bấm tiếp tục. Bạn đã có tài khoản ngân hàng tại Carbank Việt Nam chưa? Thì các bạn bấm vào không. Tiếp theo đến mục này, một mã giới thiệu. Bắt buộc các bạn phải nhập mã giới thiệu của mình thì các bạn mới nhận được một phần quà trị giá 100.000 đồng tiền mặt từ Carbank ha. Và 40.000 tiền thưởng nữa. Tại mục mã giới thiệu này các bạn sẽ nhập giúp mình là 0354857206. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào tiếp tục. Bây giờ các bạn sẽ bấm vào mở tài khoản này và tiến hành xác minh chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân và khuôn mặt ha. Rồi bấm vào đồng ý. Lưu ý là khi các bạn chụp hình giấy tờ tùy thân như là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân thì yêu cầu chúng ta phải chụp rõ nét và chứng minh nhân dân phải lọt vào trong khung hình ha. Rồi mình sẽ cho phép nè. Đấy, thì mình chụp nơi có đầy đủ ánh sáng ha. Mà sau thì cũng tương tự như vậy thôi. Sau khi xong thì các bạn sẽ bấm vào tải lên. Và đến bước này thì mình sẽ kiểm tra lại thông tin. Rồi điền một số cái nội dung vẫn còn trống như là quốc gia này, nơi cấp. Tất cả những trường thông tin ở trong này thì chúng ta sẽ chọn là không dấu hết ha. Rồi sau khi xong thì chúng ta sẽ bấm xác nhận để đến bước tiếp theo. Bây giờ nó sẽ nhận diện cái khuôn mặt của mình. Mình sẽ bấm vào bắt đầu này. Việc nhận diện khuôn mặt thì các bạn cũng làm tương tự như chứng minh nhân dân. Chúng ta phải chụp hình ở trong điều kiện đủ sáng ha. Nếu như các bạn đăng ký không thành công thì các bạn thoát app ra và đăng ký lại bình thường ha. Lưu ý là đăng ký lại vẫn phải nhập số điện thoại của người giới thiệu thì mới nhận được thưởng nha. Tại bước này thì chúng ta sẽ click vào tất cả những cái ô này và bấm vào tiếp tục. Đến một thông tin công việc thì các bạn có thể chọn bừa một trong số này cũng được. Tại một địa chỉ thường trú thì chúng ta sẽ chọn nơi ở của mình ha. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra lại thông tin và bấm xác nhận ha. Đến bước này thì mình sẽ nhập Gmail của mình vào. Rồi sẽ có một cái mã gửi về email của mình. Mình sẽ mở email lên và nhập cái mã này vào. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra lại thông tin và bấm xác nhận ha. Rồi bây giờ sẽ có OTP gửi về SIM của các bạn. Các bạn sẽ nhập.
Và bước cuối cùng là tạo mã PIN khi mà chúng ta đăng nhập thiết bị. Thì mã PIN gồm 6 số ha. Bước này chúng ta sẽ bấm vào đồng ý này. Và đồng ý với những điều khoản của Kyblade. Tiếp theo thì mục dữ liệu cá nhân này chúng ta sẽ bấm vào đồng ý 3 cái. Và bấm vào tiếp tục. Rồi như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký Kyblade. Thì thời gian nó duyệt sẽ là 3 ngày. Có thể là sớm hơn. Và thời gian trả thưởng thì từ 3 đến 5 ngày. Sau 2 đến 3 ngày thì Kyblade sẽ gửi email trả kết quả mở tài khoản trực tuyến cho chúng ta ha. Thì ở đây thì tài khoản của mình đã kích hoạt thành công rồi nè. Nếu như mà bạn nào nhận được email mà kích hoạt không thành công thì các bạn nhắn tin vào Kyblade, đường link mình sẽ để phía bên dưới, nhờ người ta họ sẽ hỗ trợ ha. Lưu ý là các bạn đăng ký bằng căn cước công dân thì sẽ dễ dàng duyệt hơn ha. Nếu như các bạn không được duyệt thì chúng ta đăng ký lại thôi. Và lưu ý là phải nhập mã giới thiệu nhé, thì mới nhận được phần thưởng ha. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào ứng dụng Kyblade này. Rồi, click vào tôi đồng ý với các điều khoản này. Bây giờ mình sẽ nhập lại cái mã PIN mình đã đăng ký lúc trước ha. Sau khi mà các bạn đăng nhập thành công trên app Kyblade nhé, thì để các bạn kiểm tra cái số dư tài khoản của bạn ấy, thì các bạn sẽ bấm vào mục giao dịch này. Rồi, các bạn bấm vào cập nhật số dư. Thì tại đây mình vừa mới nạp tiền vào để sử dụng những ngân hàng này, để thanh toán này, sử dụng các cái dịch vụ để chuyển tiền ha. Thì hiện tại số dư của mình đang có là 2.800.000. Thì khi mà các bạn đăng ký thành công thì các bạn sẽ có được 100.000 trong tài khoản ha. Để các bạn rút tiền 100.000 đồng này về ngân hàng chính của các bạn đang sử dụng ấy. Nếu như mà mọi người không muốn sử dụng cái ngân hàng này thì các bạn sẽ bấm vào chuyển khoản này, ngân hàng khác này, rồi chọn cái ngân hàng các bạn muốn chuyển thôi. Ví dụ mình chuyển về MBBank đi. Rồi nhập số tài khoản của mình vào. Rồi như vậy là mình đã chuyển tiền thành công, số tiền là 100.000 đồng tiền thưởng về trong cái ngân hàng chính của mình MBBank ha. Thì nó vừa thông báo cho mình luôn này, cộng 100.000 đồng này. Thì cứ mỗi lần mà các bạn đăng nhập Kyblade nhé, Kyblade ở trên cái ứng dụng ấy thì nó đều gửi thông báo về mail của các bạn ha. Nên các bạn hoàn toàn yên tâm là không ai có thể đăng nhập và các bạn cũng phát hiện liền ha. Nếu như mà mọi người có bất kỳ những cái khó khăn, thắc mắc gì ở trong quá trình đăng ký thì mọi người hãy để lại cái bình luận ở phía bên dưới video, mình sẽ giải đáp cho. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Bye bye.